mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 19. Cháo tán, cháo nghiền, kem gạo đặc biệt. Một lon gạo lứt, chín 10 lon nước lã, muối hầm. Trang gạo, nếu đang táo bón thì sẽ trộn dầu mè hoặc là mè hạt sống già nát vào gạo vừa rang xong, đem nấu với nước và muối thành cháo. Để cháo nguội bớt, lấy một miếng vải thưa vuông cạnh 20 cm, nếu vải ca hoặc vải mùng thì xếp chồng hai lớp lại với nhau, phủ trùm miệng một cái chén và vuốt các mép vải xuống ôm quanh thành chén. Một tay cầm giữ chặt các mép vải, tay kia cầm muỗng múc cháo đổ lên mặt vải và tán ép bột nước lọt qua vải xuống chén. Gạt phần bã ở trên bỏ qua cái chén khác, để đem phơi khô trang vàng làm cốm. Có thể trộn chút đường thô để ăn chơi, hoặc trang sậm làm trà, và tiếp tục tán cháo cho đến hết, hoặc cần dùng tới đâu thì tán cháo tới đó. Có thể đặt cái rây inox lộ nhỏ trên miệng chén thay vải, hoặc đổ cháo vào túi vải đặt trong cái tô lớn. Một tay dặn xoắn chặt miệng túi, tay kia cầm muỗng ép gạo thân túi cho bột nước lọt ra ngoài. Đem phần bột nước, có thể pha thêm nước chín nếu cần lỏng, chừng nóng hoặc nấu sôi, ăn với muối mè giả mịn. Nếu đã trộn dầu mè thì chỉ cần nêm muối hoặc nước tương thực dưỡng tamari, tương đặc miso. Món này rất tốt cho người bị mệt mỏi, kém ăn, suy nhược, không thể nhai hoặc không dùng được thức ăn đặc. Hoặc sau khi nhịn ăn vài ngày, có thể pha một phần cháo tán với lại 1/2 phần bột sắn dây đã nấu chín. Ha ha ha,